Hello, xin lỗi mọi người, tại vì đang live mà có điện thoại vào như nó bị rớt. Cái điện thoại liên tục. Ủa má, không biết ai. Anh Phượng đâu rồi? Vô trở lại đi anh Phượng ơi. Xin lỗi mọi người lần nữa nha. Bởi vì rất là tiếc là ok anh. Người ta nói là mình phải ngồi xa xa ra, xa cái camera, Được rồi anh ơi, xa xa cái điện thoại. không Được rồi, rồi, được rồi. xin lỗi anh là bởi vì không biết ai gọi điện thoại liên tục làm sụp like luôn. Thôi kệ đi, bởi vì hai ông già này có như là mình biết bác quá muộn thì mình biết bác quá Đúng muộn thì rồi. mình biết bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu để tỏ một cái lòng cùng hòa nhịp với lại cái đất nước của mình, thế thôi chứ không có cái gì gọi là phải lớn lao cả. Đúng rồi. Thì mình nên nói là cái nói cái tâm sự của mình thì mình biết tới đâu mình nói tới đó, cái chuyện Đúng đơn rồi. giản thôi chứ không có cái gì cả. Rất tiếc là cái cuộc nói chuyện giữa tôi và anh nó bị cắt ngang là bởi những cuộc điện thoại, thế thôi bây giờ mình tiếp tục, anh cái gì nói tiếp tục, đang cao trào tôi vẫn thích anh nghe anh nói những cái câu như vậy. Ok Ồ. anh, rồi anh nói đi. Thế thì cũng cũng như anh rồi đó, mình qua bên này là mù mù tất cả về người Mỏ Đất. Mỏ Đất là cái gì mà rất là xa xôi với mình đâu biết, Đúng, biết gì. Tất cả chính xác. không biết tí gì, tất cả là mọi sự mình biết là qua câu chuyện bên kia bức bức màn màn sắt thôi, chứ chẳng có cái gì cả. Một chất này này, tôi biết biết là Bác Hồ, tôi đọc về Bác Hồ thì rất là nhiều từ của Việt Nam chứ còn sách của Mỹ thì là thực ra thì họ cái tư liệu mà tôi đọc ở bên Mỹ này á, về Bác Hồ đó thì nó chỉ có là một đoạn đoạn một tỷ là một vài trang ở cái chỗ này thôi, chứ nó không có thành. Nhưng mà đến năm 2000 đây, tôi có mua được một cuốn sách, cái này cuốn sách của thằng cha này anh, năm 2000 nó ra, năm 2000 thì là cuốn sách dày thế này, không biết gì hết, viết về cuộc đời Bác Hồ không Mỹ à. Hay Thế ha, hay thì ha. dạ, dày là mấy, dày mấy 500 mấy chục trang, ôi chà, mà Mỹ anh mà không biết. Thì là cái này là của ông William Ducker, cái thằng nhà này là giáo sư, nó viết họ ông viết một cuốn sách mình có bản rất thích. thì Dạ. thì thế này này, thì mắt anh Tôi hiện đại hơn anh, tôi hiện vậy đại hơn anh. Cái lý do biết tại sao tôi không thèm đọc sách. Bây giờ ở trên YouTube nó có một cái kênh gọi là Việt Sử Giai Thoại, nó kể tất cả mà thật tư liệu, nó nói hết. Bây giờ tôi cần phải ngồi tôi nghe thôi, rồi xong cái thứ tôi không cần đọc sách đó. anh, đúng rồi. Đúng rồi anh, như như đài VTV4 đó, họ cũng cùng Nguyễn Thu Hà đó, bên một bên kíp của họ, họ có qua bên Pháp anh, họ làm họ phải ở đó một thời rất là lâu, tôi nghĩ là phải là 2-3 tháng để họ sưu tầm những cái tài liệu về trong văn khố của Pháp, rồi họ dựng một cái một cuốn phim về cuộc đời của Bác. Cuộc phim nó cũng mấy cuốn á, thử ra mình có coi cái đó, mình rất là thích. Tức là tại sao Bác đi đi ra khỏi Việt Nam à? Lý do Bác đi khỏi Việt Nam không phải Bác đi du lịch đâu. Mình là người nô lệ. Quanh quanh vậy. Thầy nó nói cái gì là mình biết như vậy, mình phải làm như vậy mình có được phản tính lại. Nô lệ mà nó không có biết cái gì hết. Nô lệ như mà Đúng Mỹ ở đây mà họ nói là họ làm cho người nô lệ là biến thành con bò đang ăn cỏ ngoài đồng, hay là cái cây táo nó đang trồng ở ngoài ngoài ruộng. hôm trước tôi Đúng sưu rồi. tầm được một số hình ảnh mà thời Pháp thuộc, tức chi là ở thế kỷ trước năm 1900, trước năm 1920 30 rồi, thì nó có những bức hình mà người xưa bị nó phục hồi lại đó. Thì anh mới thấy khổ là người xưa, ngày xưa chúng ta không có xe hơi xe gì cả, chỉ có cái gọi là cái xe thồ, mà xe người thồ
chắc không phải là xuất vật thồ, và ở trên chiếc xe thồ đó có những chàng trai Pháp và những ông bà Pháp leo đó đi đó, rồi xong mà ngồi chễm chệ trên đó, rồi người dân mình phải đi thồ những người đó và họ trả tiền mà còn trả thiếu, rồi còn quỵt nữa. Rồi những có bức hình là một người thiếu nữ, người người Kinh, người Việt mình đó, đeo một cái ghế, bà giống như là một cái còng, một ông Ừ, tây ngồi trên cái lưng, anh thấy có cái đấy, gì có cái tôi là thấy, có đó, thấy. mình thấy mình tự nhiên mình thấy mình mới thấy là cái điều là cái dân tộc ta đó, biết bao nhiêu năm đi làm trâu bò cho những người đế quốc đó. Dân tộc ta chịu khổ đau rất là nhiều, mình mới thấy sưu lục lại những bức hình cổ xưa khoảng cả trăm năm về trước mà Tây đã làm, thì mình mới thấy là người dân Việt mình đúng là như anh nói, có nghĩa là điên nô lệ 100%. Biểu sao nghĩ vậy, mà khi đã là dân nô lệ anh phải hiểu là họ chỉ thần phục thôi, thần phục chứ không có được quyền cái bất kỳ, người ta riết rồi con người ta bị ngu muội đi, cái là ông chủ mà gọi một tiếng là ai, là bốn năm giò bốn cẳng là chạy tới quỳ thần phục. Nhưng mà cái chuyện đó mình thấy là nó, cái sự đau khổ của người của dân tộc mình nó đã qua rồi, bây giờ thì không 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 phải vậy đâu, bây giờ Việt Nam dữ lắm, nó thẳng là như vậy. Mà cũng mình phải nói một cái điều này, từ ngày 30 tháng 4 giờ cũng nhờ một cái tài lãnh đạo của tập thể lãnh đạo của đất nước Việt Nam, có ngày hôm nay mình thấy rất là mình hạnh phúc mà mình thấy tự hào, kể cả nhiều nhiều mặt nhiều môn luôn. Con nít bây Đúng rồi. giờ nó khôn mà nó bực bực rồi, thể thao văn hóa cái thì mình phải nói là ở đức nào cũng vậy, đức nào cũng vậy, mặt tích cực thì cũng có, mặt tiêu cực thì cũng có, nhưng mà những cái mặt mặt tiêu cực ở Việt Nam nó chỉ le que dài móng dài mạng, giống như tôi với anh nói đồ thì kiến dáng mình không 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 quan tâm, nói thẳng là vậy quý an tâm, mình chỉ nói là cái điều mà mình những cái mặt mà đất nước mình làm được đó, những cái mà bây giờ nhớ cường quốc của thế giới bây giờ nhìn Việt Nam bằng một cặp mắt kính nể, nó thẳng lại như vậy rõ ràng, mở rõ ràng đó. Rồi anh nói nữa đi. Ok anh. Bác lên lúc mà bác rời khỏi cái bến nhà Rồng á, đâu phải bác đi chơi đâu. Chắn nó làm sao mà làm họ học cái học sống với họ, làm việc với họ để hiểu cái linh hồn của họ, hóa của họ. Đi tất cả mọi nơi, qua bên Anh Lê, qua đến Mỹ, ghé châu Âu, chỗ nào cũng phải đi làm, ghé Phi Châu, ghé chỗ này chỗ kia, đi qua Nga Xô, trở về đi đặng hiểu coi là sẽ làm được gì cho Việt Nam. Ai dám làm cái việc của anh, chỉ có mỗi mình bác, còn cả đâu có ai làm ở đâu. Một người ngày xưa lâu lâu có cái ông nào, ông Phan Bội Châu, ông Phan Du Trinh gì đó, thì chạy qua bên Nhật Bản, nó chạy về rồi đi tới đi lui, rồi đâu có làm được gì. Bác đi đủ mọi nơi, mà tại vì khi mà lúc khởi đầu thì của cái nước Việt Nam mình, bác đi đủ mọi nơi, vậy bác nói mấy bác rất giỏi, bác nói tiếng Việt, bác nói ngoại ngữ rất con người. Đàn ông mình nó thường thường là ngoại ngữ không có giỏi, căn bản đàn ông á, như tôi biết là ngoại ngữ mình rất là yếu. Có thêm như vợ tôi là ngoại ngữ giỏi, đàn bà họ nói chuyện học họ giỏi về ngoại ngữ, Đúng mà rồi. bác rất giỏi về ngoại ngữ nha. Bác đi đến đâu bác nghe 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 xong là bác nói, bác nói không mà bác còn viết được, giỏi chứ. Mình nói về cái vấn đề mà chỉ ngôn ngữ không là bác đã rất giỏi. Bác đi đến đâu bác cũng nói được cái thổ ngữ của người ta và bác viết được. Bác đi đến Thái Lan bác còn mà bác còn giả là bác còn trá hình là ông sư Thái Lan đi khất thực cơ, mà muốn làm sư Thái Lan đi khất thực thì bác còn nói tiếng Thái chứ không phải không, rất là thông minh. Thế này Thì cái này tất 100 triệu dân Việt Nam mình đã đều công nhận cái điều của bác làm ra rồi, mình không bàn tới. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói cái điều này là có nghĩa là cả thế giới anh, chứ nó đúng không phải rồi, riêng Việt Nam đó. Ý tôi đúng muốn nói là hồi xưa tôi cũng thắc mắc ông này không làm gì mà mình tánh tôi hay tò mò, mà càng tò mò thì càng thắc mắc, phải không? Cái lý do gì tại làm sao mà tại cái nước đó nó phải đặt tên đường ổng, mà tại sao có dựng tượng ổng, mà thậm chí một cái đất nước vĩ đại là Liên Xô đó, ngày xưa là Liên bang Xô viết á, rồi tới giờ nước Nga đó mà vẫn phải dựng tượng đài ổng là sao, nó có vậy. Mà rõ ràng rồi có một câu chuyện rất là hay anh,
khi mà Liên Xô tan rã thì các phe nhóm nổi loạn được là nó đập đúng rồi, bỏ tượng tường đài các cả, đúng thì đúng có một nhóm người rồi, tính tính lại để mà đập tượng đài của Hồ Bác Hồ mà á, thì dạ có đúng còn đại đã có một ông đại tướng Liên Xô à. rồi, Ông đứng chính giữa, ông ra ông bảo vệ cái bức tượng của Bác Hồ ngay dạ tại Leningrad tội đâu, nghiệp đúng rồi, cái chuyện đó có thật đó. dạ Lý do tại sao mới nổi mà cái bức tượng không mà bên xứ người mà cũng được người bản xứ bảo vệ, nói như đúng vậy để anh hiểu rằng mình thắc mắc chứ, mình có quyền thắc mắc chứ, nhưng mà thực sự rồi, là cái sự ông làm nó quá vĩ đại, đúng nó rồi, vĩ đại ở một cái tầm cỡ là ở nó vượt ra ngoài một quốc gia, anh hiểu tôi nói không? đúng rồi, Và ngay bây giờ tất cả những cái dân tộc nào mà bị chèn ép, bị bức lậu bóp bức lột ra, anh thấy thằng Pháp đi biểu tình nó cũng đưa nó bức lá cờ Việt Nam mình lên đâu. Hay có chỗ nào mà biểu tình là nó có đưa cờ Việt Nam đâu, buồn cười chứ đó. Rồi sao bây giờ nói đi. Ok. cái lần mà mình đã thấy là biết bao nhiêu cái lãnh tụ của thế giới khi đến Việt Nam á, cho đến Việt Nam thì đến lăng Bác Hồ Chính xác. chào đặt vòng hoa. Đây này mình nói, bây giờ mình nói đến đất Mỹ rồi nhá, cái người đầu tổng thống đầu tiên đó Bill Clinton. là ông Bill Clinton, ông ấy đến Rồi. là cái hồi đó, ông đến là hồi đó là ông hết sau sau năm 1998, tức là ông hết cái nhiệm kỳ của ông 96 á, sau sau khi mà ông không có làm tổng thống đó, thì ông có đến rồi không? Tại vì lúc mà ông làm tổng thống thì ông coi như là không có dám đến, ông biết không? Khi mà ông hết làm tổng thống rồi thì ông có đến với, đi với phái đoàn ông đến Việt Nam làm gì đó, thì cái lần đó nó là ông có đến Bác Hồ ông đặt vòng hoa. Còn thế này nữa là cái ông hoàng đế của Bản mà ông ấy mấy, không biết bây giờ ông còn không? Hay là ông mất không? Là Nhật Hoàng kia là ông mới Nhật Nhật bảo là Hoàng Nhật Hoàng đúng rồi, ông Nhật Hoàng đó, hai vợ chồng của ông cũng đến lăng Bác vòng hoa chào. Rồi một cái ông đó là ông chẳng hạn như ông Putin là ông cũng có đến rồi đây, cái ông ông Putin mới là đáng nói, ông Putin mới là đáng nói. Cái ông Putin đó ngay giờ là coi như mà là gọi là gấu Nga vĩ đại đó, còn phải tới phải ngồi phải đặt vòng hoa và phải cúi đầu đó. Mà hầu như ở đó, nói như vậy đi, nói như vậy để hiểu rằng một cái nhà lãnh đạo mà để những cái vị mà nguyên thủ quốc gia các nước mà tới cúi đầu không hề dễ, không hề đỡ thì thôi, nó thuộc về cái dạng cái bậc vĩ nhân rồi, nó thẳng như vậy, nó như vậy. Thì mình càng đọc sâu vào, mình nghe những cái chuyên đề về Bác thì mình cảm thấy có thể là cái người bên kia họ nói ô này kia, ô này kia, nhưng mà thôi kệ mẹ, mày muốn nói gì mày nói, còn tao nghĩ sao tao nghĩ, đó là quyền của tao. Đấy rồi, mà mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Mà tôi nó nhắc lại nè, tôi có thể ngu, anh có thể ngu, 100 người ngu, 1 triệu ngu, nhưng mà không lẽ cả thế giới đều ngu, chắc mình mày Tôi nói không à, nó đơn giản nghe vậy này, à. tôi nghe này, khi mỗi một quốc gia nó có một cái mỗi một quốc gia nó thì nó có một cái nơi linh thiêng, họ giữ cái hồn của cái quốc gia đó. Chẳng hạn như là đất Mỹ này đó, mà cái nơi mà nó gìn giữ cái hồn của cái đất Mỹ này đó, là cái ngôi mộ chiến sĩ vô danh. Đấy, cái công mộ chính vô danh là trên quan tinh thần, là cái nơi nó giữ linh hồn của cái đất Mỹ. Còn chẳng hạn như là Việt Nam đó, thì là tôi nghĩ là cái lăng của Bác đó, là cái nơi nó gìn giữ cái linh hồn Việt Nam. Thì khi mình nhìn thấy, mình khoan hãy nói dân thường, mình nói là khi mình nói cái lãnh tụ của thế giới đó, của một quốc gia khác mảng đến chỗ mình, mảng đi vô cái nơi mà mình tôn, cái nơi mà người Việt Nam tôn trọng nhất, mà anh đứng mang cúi đầu vậy đó, thì mình hiểu thì là cái quốc gia đó, gia Việt Nam như vậy đó. Đúng rồi. Này, cái lần vừa rồi này, như Liên Hợp Quốc đến Việt Nam năm đâu, tôi nghĩ năm vừa rồi hay năm mới đây được, mình quên mất mấy tháng rồi, thì ông cũng đến Việt Nam này, rồi ông Gutierrez ông cũng đến đặt vòng hoa trước lăng Bác Hồ. Tức là ngày xưa đó thì từng nước một, ra một, tức là cả cái thế giới này cái người Việt Nam như vậy đó, tức là lãnh tụ của cái thế giới này đó,
họ đến nơi đó, họ đặt vòng hoa, họ cúi đầu. Tôi nói hay nói đùa, chúng nó tới nó bái kiến thiên triều. Đúng rồi. Nói như vậy. Anh biết không, cái lãnh tụ của thế giới, cái lãnh tụ của quốc gia đó, nó phải họ họ đi đến đó rồi họ chùa đền đù. Cái lãnh tụ của một quốc gia đó khi mà đến thăm quốc gia khác đó, họ không có đi đền chùa miếu bảo quái đó, họ chỉ đến họ đi làm việc rồi ấy họ về, chứ còn họ không có. Anh không, mình không có chuyện đó. Như là người Việt, như là lãnh tụ Việt Nam, nhưng mà chỉ có riêng Việt Nam đó, thì là mình mới thấy là rất nhiều cái những quốc gia khác, lãnh tụ của những quốc gia khác họ đến họ đặt vòng hoa, họ kính trọng, tức là mình gọi là nôm na là chiêm bái đi, chiêm bái như chiêm bái, họ rất là kính trọng, họ có rất là kính trọng, thành thử ra họ, tại vì lúc đó họ là đại diện của quốc gia họ mấy, đâu họ không phải là con người, họ đang là một cái cá nhân, họ là cả quốc gia họ, họ mà đến đó họ đặt cái vòng hoa, họ kính trọng, họ kính trọng cái lãnh tụ đó, và họ kính trọng người Việt Nam cũng như vậy đó, tại vì ông ấy là cái người Việt, cả người Việt Nam họ đại diện người Việt Nam mà. Thế nên từ cái lúc mà năm 1975 đến bây giờ là coi như năm nay là 48 năm, thì là cứ mỗi ngày đây, mỗi lần cứ mỗi năm vậy đó, thì Việt Nam mình lại tiến bộ thêm một chút. Mà cứ anh như anh nói là cho mình thấy cứ mỗi lần, nhất là giới trẻ đó, mỗi lần mà nó có được cái gì mà chiến thắng là nó nói là chiến thắng này nó là nhờ có Bác Hồ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, tức là cái tinh thần nó kéo dài đến bây giờ, mà không phải nó nằm ở trong cái khối già nữa, mà đi từng người trẻ cũng như vậy đó, có những cái chiến thắng này là tại vì như có họ rất là vui mừng, và họ vui như vậy thì nó thì họ nói là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Đúng rồi. Rất là hay đó. Rõ ràng mà nó có một cái điều này đó mà rất là hay, mà tôi rã lùng, mà tôi cũng nói một lần rồi, mà lâu lắm rồi, tôi năm ngoái tôi về, tôi có đi Quảng Trị, anh nhớ. Okay. Tôi đi Quảng Trị để tôi cũng thắc mắc, tính tôi hay tò mò, tôi tới tới cái chỗ cái cầu, và cái cầu Bến Hải của mình ngày xưa để mà chia cắt đất nước á, thì thục vùi đây, thì vào nhà dân nhậu nhạc say sưa, lên biển rồi cái biển Cửa Việt, cái biển mà Cửa Việt đó, rồi thì nó mấy thằng thanh tranh nó dựng, kể cả ông bà đúng rồi đó, ở đây hả, không có đạo gì hết trơn rồi, chỉ có đạo Bác Hồ mà thôi. Gãi đầu á, mình gãi đầu là cái người dân Quảng Trị đó anh, cái người dân Quảng Trị là vậy đó, nhà nào cũng có hình Bác Hồ cả. Mình con người mình thấy nó lạ lạ, nhưng mà cái điều mình không dám hỏi, cái rồi hồi nhậu xỉn vô cũng hỏi, ở đây không có đạo đi, ở đây là chỉ có đạo Bác Hồ tiếu lắm. Thành ra ý tôi muốn nói là hình như là cả hàng triệu người dân, hàng trăm triệu người dân đều có một cái sự kính trọng Bác Hồ, một cái nói chung mình không biết nói sao, nhưng cái điều là bất cứ một người nào mà chân chính á, mà mình nói là ở trong quốc gia Việt Nam này đều coi Bác Hồ là một vị thánh, nó thành như vậy, nó lý chung như vậy. Và có nhiều người làm bàn thờ, có nhiều người làm bàn thờ rất là nhiều đó. Thì ý tôi muốn nói cái điều là bên tôi thì bên Việt Nam mà được bên đó là ngày 20, nhưng mà bên Anh vẫn còn ngày sinh của Bác Hồ đó, cái là vẫn còn 19 đúng không đó, thì bởi vì ra qua rồi anh nói tiếp đi. Thì khi mà mình nhìn thấy mình thì bao giờ mình cũng nghĩ là thế này, người Việt Nam nếu mà mình được thờ phượng một người Việt Nam, có một người Việt Nam để mình thờ phượng như vậy, thì đó là một điều rất là may mắn cho người Việt Nam mình. Và tại vì thế đúng. này, khi mình nói mình thờ phượng đó là Việt Nam bây giờ mình thường thường mình thờ đó là mình thờ người ngoài, không mình thờ ông Thích rõ ràng ra, thì ông là người Ấn Độ, cứ người ngoài mình thờ Thiên Chúa rồi thờ ông da trắng rồi thờ ông những người đó, thì nhưng mà bây giờ mình có Bác Hồ mà mình coi như là cái tôn giáo vậy đó, mình có một cái lãnh tụ của một quốc gia, thì đầu tiên Bác là lãnh tụ của quốc gia, sau đó rồi người biến thành một cái tôn giáo, Bác là lãnh tụ đó, là chủ giáo, Bác là giáo chủ của một cái tôn giáo Việt Nam. Nhưng mà nó có cái này đó nè, đây là người thật Việt thật, người thật, cái nó không mơ hồ. Giờ tôi hỏi anh rồi, mày thờ Phật Thích Ca chứ, mày thấy ông Phật Thích Ca chưa, lần xưa kia đâu có nói đúng không, mày thờ ông kia mày thấy ông kia chưa, đâu có đâu, đâu có nói không mà, đúng không?
Nhưng mà đất nước ta có một vị thánh mà có thật, tất cả mọi người đều có thật, lịch sử có thật, chân dung có thật, thiện diện có thật, thịt da có thật, máu xương có thật, có lăng có thật, tại sao chúng ta không thờ? Nó kỳ cục đó. Thế ok, mình không nói chuyện đó nữa, là bởi vì khi nói chuyện đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào một cái mục tiêu sai. Mình hiểu, Đúng anh hiểu đúng không? anh chị, Ok đúng đó. ok Nhưng mà cái năm nay tôi hơn anh ở cái chỗ là tôi được vinh dự ăn được cái lễ 30 tháng 4 ngon lành, ngon lành đó. Rồi ngày sinh của bác cũng ngon lành. Ngày hôm qua biết sao không, đi 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 gì, đi Cần Thơ vậy, nó mệt quá. Thế tôi tính là tôi tính quậy rồi. Quậy là gì? Quậy là tổ chức nhậu nhẹt chơi, nhưng mà nhậu không nổi nữa, nó mệt xỉu mệt quá. Thế đi biết trời sao, nắng nó mệt đúng rồi. đi, nó nắng kinh khủng, mà nó nắng nó nổi cháy da cháy thịt lên chân tay chân tôi, nó nổi sải nổi đồ, mình mấy tôi nó ngứa ngáy, tôi sợ quá, tôi không dám. Rồi rồi chứ là ngày mai đi 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 Phan Thiết Ôi nữa đó. Vậy đúng vậy lại mày em biết là đã vậy đúng đó. rồi, mình nghĩ cho nó cùng cái lý do tại sao mình đi chu du khắp nơi là cũng nhờ bác mà ra đấy. Chức Là năng bởi không vì có không không chức có sao đi được đủ. năng Nó có hai phương tiện, bác là trong túi tiền, không hai nữa là nhờ bác Việt Nam mới thống có. nhất, mà thống nhất mới được quyền đi đúng không, là cũng nhờ bác rõ ràng đó. Nói chuyện tiền trong túi, bây giờ tôi hỏi ông nè, có công chuyện tôi một cái đồng 100 đô la mà ông đeo cho con người ông, rồi ông gặp ai ông cũng mang ra ông khè người ta, thì bây giờ cái đồng 100 đô la nó còn không, hay là nó vẫn còn nằm đó, ông kêu Vẫn còn trong đó nó rồi, nằm cưỡi đó. cưỡi khổ vậy chứ bởi vậy. Rồi thì đó sẽ viên anh nè. Rồi còn bao mấy ngày nữa, còn mấy ngày nữa Mình đang sửa soạn, mình đang sửa soạn dưới đây, sáng. mình đang sửa soạn rất mình Thế nóng à? ruột đây này, mình rất là nóng ruột đang sửa soạn đây, mà thấy mọi mọi thứ nó đều trôi chảy không có gì Đúng rồi, chặt, ổn rồi, ok đúng vậy cũng rồi, tốt rồi. vậy là tốt rồi. Ok vậy là Ok tốt rồi. Tôi đang mong chờ anh uống cà phê hồ con rùa đây ra. ok Bây anh giờ hai đứa mình chơi 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 bạo là leo lên hồ con rùa, chứ không có dưới con rùa nó đủ bắt rồi, leo lên đừng có là đừng có nói đâu, rùa nó bắt leo lên rồi. là leo cái chỗ ngồi, leo lên cái chỗ ok mà thò chân dưới ấy. Chứ hôm hôm trước là mình ok ngồi quán cà phê mình có ok qua, chứ tôi với ông mà leo lên đó là sức đầu mà leo. Ok vậy đó. Rồi rồi còn nói gì đi Thôi nữa chắc không, là có gì không sao anh? cái chuyện là không biết khi thôi chắc chỉ có như vậy thôi đó. Hôm nay Rồi, mình ok. nhờ anh kêu thì mới nhắc lại câu chuyện của bác Hồ, của bác. Ồ cái Đúng chuyện này rồi. nhé, khi tôi về Việt Nam á thì tôi còn mấy thằng cháu, thì lúc mà năm 75 á thì ông cụ tôi thì mấy mấy đứa cháu á, nó mấy đứa cháu nó kêu cháu ngoại á, cái nó có nói cậu biết không, lúc mà sau năm 75 á ông ngoại cứ nói là sao bác ốm quá vậy, bao giờ bác nó nói là tại vì tôi hỏi chuyện với ông cụ tôi, cụ nó kể chứ ông ngoại cứ nói là sao bác ốm quá không, bác không đấy là cái điều mà thật, bác ăn uống thấy cực khổ không, không có người bác, tôi thấy bác bây giờ có nhìn là bác rất là tội nghiệp nhá, bác hy sinh, bác người bất hà tiện, bác không có muốn gì riêng cho con ông người bác cả. ông Cái ông tội ấy nghiệp mà ngày hôm qua tôi như là một mới nhà nghe một tù bài ngày hôm qua tôi mới nghe một bài nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo. Thì ông Hoàng Chí Bảo nói Bác Hồ ông ấy rất là chia sẻ, có nghĩa là ông có con cá ngon, có con cá ngon cũng đã khá, để nói chung chia sẻ là mà ông không bao ông giờ không ăn muốn mình gì hết mình chứ. Không mình cả, ông có chia mình sẻ chia là sẻ những người ăn sao, hoặc là nếu ta nhận đói buổi sáng buổi chiều tới về ta ăn cơm chung với ông đại tướng hay là ông gì tôi quên, ông Tôn gì tôi mới thắng chắc. Tôi mới thắng đấy, bác tôn có gì đó đại khái vậy. Thì nghe Hoàng Chí Bảo ông giải thích vậy, mình mới thấy cái ông này rõ ràng là một người là không hề nghĩ tới mình mà chuyên môn nghĩ tới người khác không à. đúng rồi. Đúng rõ ràng vậy đó. Thì ok, thì hôm nay tôi với anh là coi như lai muộn để mà ăn mừng cái lễ Mình ăn sinh ké, nhật. Ăn ké, mình ăn mình ké. không, anh có thể là anh có thể nói anh là con cháu bác Hồ mà tôi không dám, tại vì tôi đâu có sống với bác, bên ngày nào đâu chỉ về đi chơi thì Làm tôi sao đảm mà bảo là con cháu bác tôi Hồ, là con cháu Bác Hồ được, là bởi vì tại mình chỉ vì ăn anh đi ké thôi làm chứ. dù hồi đó anh đi làm cho nó mình bị anh đi làm cho À cái thì có bác đi làm thì đi làm có mấy năm mà nhưng mà có thì điều mấy phải năm mà đi thì làm mà anh nói là mình đi làm mà mình vô thức, có nghĩa là làm để mà có việc để mà làm thì chơi, có chứ đúng mình không rồi có hiểu, mình không biết
hoàn toàn không hiểu cái lễ là gì, mình không biết là cái lễ kỷ niệm là cái gì, mà mình không biết công đoàn là cái gì, mình không biết gì cả, mình chỉ làm giống như thằng lính là xài đâu đánh đó, là bằng để lấy tiền thôi. Cái khái niệm về cái Bác Hồ nó mơ hồ và Đúng nó rồi, không đúng, có cái gì có còn gì đoạn mình biết không đó gì, đúng mình không biết gì hết sao coi đúng được đó. rồi. Chừng nào khi biết lịch sử tiểu sử rồi tại sao lý do này lý do kia thì mình mới mở đầu óc mình ra đó, mới hiểu chưa. Bởi vì mình mới hiểu được rồi, cả 100 triệu người Việt Nam mình thờ Bác Hồ là chính xác, không sai đâu đâu cả. Và tôi muốn nói một Mình điều này nữa là không phải riêng với Việt Nam mình, mà đúng hầu như các nguyên rồi. thủ quốc gia thế trên thế giới tới Việt Nam cũng phải đều cúi đầu trước cái lăng của Bác. Nói như vậy thì mọi người hiểu rồi. Bởi vì tôi rất là ghét, tánh tôi kỳ lắm, tôi không bao giờ tôi đụng tới người chết, và nhất là những người chết. Chính tôi và anh cũng là lính vì đồng hòa, nhưng mà ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Văn Kỳ chẳng bao giờ tôi dám nói tới cả. Bởi vì sao? Đó là cái thời, cái đó là cái cơ địa địa lý chính trị thời đó là phải như vậy, và mình lúc nào mình cũng phải kính trọng họ, anh hiểu không? Ở đây nó có những thành phần phàm phu tục tử mình không muốn nói tới, nhưng mà có điều nó hơi moi móc những cái chị rồi, cái điều rồi là cái điều tôi rất là ghét. Là bởi vì cái người mà đã mất rồi mày không kính trọng thì tôi hỏi về cha mẹ mày cũng kính trọng được, tất cả dòng tộc mày nói chung mình cũng nói là nó đó thành phần kiến gián dục thì xịt cho nó chết xong dục vô gây với thùng rác thôi, không bàn không bàn tới. Rồi anh muốn nói gì nữa không? Chắc mình cũng dạy được ở đây. Ok anh thì cũng sẵn cái like bữa nay ha, dài nói chuyện gì Bác Hồ chút chút, có cái gì mạo phạm hoặc cái gì không đúng thì xin mọi người tha thứ nghe. Rồi ok anh, ok thôi chào mọi người tất cả, ok anh, Cảm ơn mọi rồi người. rồi.